Một sự thật mà các bạn chưa biết về mình, xem hết video này nha. Rất là nhiều bạn vẫn đang nghĩ mình là cầu thủ chuyên nghiệp được đào tạo từ bé. Nhưng không, từ cái lúc vào đại học thì mình mới bắt đầu chơi bóng và có thêm được nhiều cơ hội đến với con đường chuyên nghiệp hơn. Thời sinh viên của mình thì mình từng vô địch rất là nhiều giải đấu dành cho các bạn sinh viên, trong đó phải kể đến hai chức vô địch sinh viên toàn quốc, và đó cũng là bệ phóng để mình có được những cái thành công của ngày hôm nay. Đấy, hành trình của mình bắt đầu từ đây. Còn bạn thì sao? Đố mọi người biết mình đang ở đâu. Bật mí nhỏ là không khí ở đây đang rất là sôi động và xung quanh đang có rất là nhiều mini game trông rất là giống ngày hội thể thao của các nước phương Tây. Bây giờ tụi mình sẽ thử thách cùng nhau xem ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Chấn Thuận, đến lượt Hoàng Thông, Thanh Tùng, tới lượt Nick, và cuối cùng là tới lượt mình. Quá easy game. Dạ, em cổ vũ cho Đại học Huế. Tại vì là em đã theo dõi Huế từ đầu đến giờ rồi, thì em thấy là em khá thích lối chơi của Huế. Ngày hôm nay thì em thấy cái không khí của cái giải đấu này như thế nào? Em